Em gái nghệ sĩ Vũ Linh yêu cầu hủy giấy giao nhận con nuôi đối với bà Hồng Loan. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận vừa có thông báo thủ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Hoang, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan. Theo đó, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện bổ sung, đề nghị tòa hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992 và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992 cho bà Võ Thị Hồng Loan. Sau khi nhận đơn khởi kiện bổ sung, ngày 30 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã triệu tập bà Hồng Loan cùng 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại nhà số 5 đoàn thị điểm quận Phú Nhuận và Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đến tòa để trao đổi, cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ kiện. Theo đó, bà Hồng Loan đến tòa cùng luật sư, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến tòa và đã có văn bản tự khai. Phía Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận không cử người đại diện đến tòa. Sau khi làm việc, phía bà Hồng Loan cho biết đã nhận được thông báo thủ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bị đơn. Bà Hồng Loan cũng cung cấp chứng cứ mới liên quan đến nhân thân và yêu cầu không hòa giải với phía Hồng Nhung. Trước đó, bà Võ Thị Hồng Nhung đã có văn bản khởi kiện đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7 tháng 4 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thiện Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cụ thể, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 đoàn thị điểm phường 1, quận Phú Nhuận. Do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Do Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 đoàn thị điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và thửa đất số 87 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Loan. Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh đối với thửa đất số 87 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Đến ngày 25 tháng 7, bà Hồng Loan và luật sư đã đến Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận để nộp đơn phản tố. Theo đó, Hồng Loan yêu cầu bà Hồng Nhung và Hồng Phượng, cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận Phú Nhuận. Cô Sáu tung giấy nhập viện điều trị bệnh tâm thần của Hồng Phượng. Thời gian qua, Hồng Phượng chịu quá nhiều sự đả kích từ dư luận. Không ngờ mọi chuyện lại không được như mong muốn của mẹ con họ. Giờ đây, Hồng Phượng rơi vào trạng thái thần kinh không ổn định, phải đưa vào bệnh viện để điều trị sớm. Mới đây nhất, cô Sáu tung hồ sơ trị bệnh của con gái. Giờ đây, phải đến nước này, bây giờ có tung đến bệnh giai đoạn cuối thì cũng chẳng ai xót thương. Lỗi lầm do mình gây ra thì phải gánh chịu. Căn bệnh của Hồng Phượng do ông lo quá nhiều, việc làm không ổn định, con đường nghệ thuật, thật sự đã mù tịch, khán giả hầu hết đều quay lưng. Điều quan trọng nhất là tiền bạc. Xã hội này điều quan trọng nhất là tiền bạc thì mới ngự trị được ở nơi phố thị xa hoa. Hiện tại Hồng Phượng rơi vào trạng thái cháy túi không thể trụ nổi. Vì không có gì để làm ra tiền nên giờ đây xảy ra tâm bệnh, cần phải được điều trị sớm. Cô Sáu buồn bã, nhưng con cái của mình nên bà phải luôn theo dõi sát sao sợ Hồng Phượng có chuyện gì thì bà sẽ là người có lỗi nhất. Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước ồn ào liên quan đến việc tranh chấp tài sản gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Trong đó, ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Mới đây, ca sĩ Hồng Phượng tiết lộ tình hình sức khỏe của bản thân sau những ồn ào. Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết mình sụp cân kể từ ngày cậu ruột qua đời. Hồng Phượng viết, ốm xuống vài ký, bỗng dưng nhớ thời điểm 2020-2021, thời điểm dịch bệnh tràn lan, con người ta chỉ cầu xin bình an, họ quên rồi. Không rõ Hồng Phượng đang ẩn ý điều gì liên quan đến việc bị cư dân mạng chỉ trích thời gian vừa qua, song dân mạng phát hiện nữ ca sĩ vẫn khóa phần bình luận. Dù vậy, netizen vẫn để lại loạt bảo phẫn nộ trước hình ảnh của cô trong bài viết. Cách đây ít ngày, ca sĩ Hồng Phượng cũng có tâm thư trải lòng trên trang cá nhân trong dịp 100 ngày của nghệ sĩ Vũ Linh ra đi. Cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh gửi lời tri ân đến bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả đã bên cạnh và hỗ trợ xây dựng ngôi mộ cho cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng buồn trước những câu chuyện xảy ra ở khu mộ của nghệ sĩ. Cô viết, buồn bởi cạnh đó có rất nhiều thành phần tạo ra quá nhiều câu chuyện tại nơi đây, nhất là về mặt tâm linh. Họ cố ý hành động mê tín dị đoan. Lên đồng lên bóng, nhiễu loạn thông tin, dậy sóng giới trẻ. Kính mong hoa viên sẽ có những động thái ngăn chặn để một phần của các nghệ sĩ nơi đây được tôn nghiêm và tôn trọng nhất. Xin hãy để cho những gì đẹp nhất trong lòng mọi người. Một lương sơn bá, một chàng vịnh, một sơn xì ke, một ngô phù sai, một trịnh ngọc đường một ngũ tử tư một nguyễn địa lô một phương cương mãi mãi trong lòng khán giả một nghệ sĩ tú vũ linh khó ai có thể thay thế cháu gái vũ linh khuyên người không thích mình nên dừng nói về mình bóng gió cảnh báo ai đó cực thâm thúy mới đây trên mạng xã hội tiktok lan truyền clip về hồng phượng cô livestream cùng khán giả bày tỏ quan điểm của bản thân sau những sóng gió trải qua cô cho biết bản thân không bao giờ nói hay chia sẻ hình ảnh về người mình không thích đừng nói tốt cho phượng hay cho mẹ phượng bởi vì đã nói xấu thì trong tâm trí họ mình sẽ chẳng bao giờ tốt được thôi bây giờ tự bản thân mình nói mình tốt đi coi mình tốt chưa mình có đẹp không mình đã làm gì tốt rồi đôi khi mình kể chuyện tốt của mình ra mình sẽ đem lại năng lượng tích cực cho người nghe mình không nói xấu người nào hết mình nói về bản thân mình đi mình rất ngoan hiền rất tốt đẹp rất giỏi giang mình kể những câu chuyện về mình chứ đừng nói xấu người khác đôi khi có những chuyện người trong cuộc hiểu trời đất hiểu con người hiểu mà người ta không hiểu nhưng cứ lên nói những câu chuyện không đúng hoài à mang nghiệp đến cho mình đúng không có ai nói tới mình đâu sao mình cứ nói về người ta hoài vậy ở đây những người thích nghe hồng phượng nói hát thì ở lại ở đây những người thích nghe hồng phượng nói và hát thì ở lại còn không thích thì tại sao cứ vào hoài vậy Ví dụ mọi người không thích thì đừng chia sẻ hình ảnh hay câu nói của họ. Khi mọi người chụp hình ảnh hay câu nói của họ chia sẻ lên trang cá nhân của mình là mọi người tiếp tay lan truyền hình ảnh của họ, đúng ý của họ rồi. Mọi người nghĩ rằng họ chẳng là gì để mình phải quan tâm, chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Dù không đề cập đến tên ai nhưng ai cũng hiểu Hồng Phượng muốn bóng gió nhắn nhủ phe đối lập là Hồng Loan đừng nhắc tên mình. Thậm chí cô cũng cảnh cáo nhẹ các anti fan nếu không thích thì dừng việc vào trang cá nhân của cô xem và công kích con gái vũ linh đăng đàn xin lỗi một người tiết lộ tài sản của ba mình hiện tại do ai quản lý vài giờ trước trên trang cá nhân hồng loan con gái nghệ sĩ thủ vũ linh đã gửi lời xin lỗi đến một người mà cô đã hiểu lầm cô cho biết mình đã không kiểm chứng thông tin vội vàng đăng bài làm ảnh hưởng đến nhân vật này hồng loan viết hôm nay do con quá bức xúc khi đọc được thông tin trên mạng có một nick facebook tên là két két đăng những thông tin không đúng sự thật và lên án xúc phạm ba con vì nhất thời con không kiềm chế được cảm xúc khi có ai đó xúc phạm ba nên con đã chụp lại bài viết của nick két két đó và có đôi dòng trạng thái bức xúc sau đó người có tên két két đã lên công an trình báo rằng con mang hình ảnh của họ lên mạng để vô nhọn vì vậy công an đã mời lên làm việc và yêu cầu con gỡ bài viết này vì có hình ảnh của người đó họ nói đó không phải nick của họ do trước nay con luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật, cũng không muốn cơ quan chức năng phải mất thời gian giải quyết đơn thư vì những chuyện không đâu nên con đã đồng ý hợp tác xóa bài viết này. Đồng thời cô gửi lời đến khán giả đã yêu mến cô và ba cô để họ yên tâm là cô đang quản lý tất cả tài sản của cha. Đầu tiên con cảm ơn mọi người đã đến với con, yêu thương gia đình con, chị em con vì xuất phát từ yêu thương ba con, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chị em con sẽ ghi nhớ biết ơn tình cảm này thời gian qua có quá nhiều sự kiện xảy ra xung quanh gia đình nhỏ của chúng con nói gì thì nói chị em chúng con cũng vì đó mà ảnh hưởng tâm lý rất nhiều vì vậy sau thư này con kính mong quý cô chú bác anh chị yêu thương anh chị em con gia đình nhỏ của con thì từ đây chỉ cần ủng hộ chúng con bằng việc giúp chị em con mua bán hanh thông thuận lợi ngày ngày vui vẻ thỉnh thoảng tụi con livestream chia sẻ chuyện vui trong nhà đó là món quà quý giá nhất mà ba con cố nghệ sĩ tú vũ linh để lại cho con tình yêu thương của mọi người thứ hai việc pháp lý đang giải quyết ở tòa án phú nhuận tranh chấp thừa kế thì con cũng có luật sư hỗ trợ anh chị luật sư và chị ni vẫn luôn đồng hành cùng con bảo vệ cho con nên con mong mọi người tin tưởng và chờ kết quả cuối cùng từ tòa án hiện tại con vẫn quản lý các tài sản của ba con con vẫn sống trong căn nhà ba con để lại ngày ngày chăm nom nhang khói đầy đủ ấm áp đến ông bà cuối cùng vì hiện nay có quá nhiều thông tin giả sai sự thật nhiều nick giả mạo được tạo ra để công kích lẫn nhau gây chia rẽ và làm xáo động không gian mạng bản thân con và các thành viên trong gia đình con các anh chị em thêm yêu thương mong là từ nay mọi người chỉ nên quan tâm tới những thông tin tích cực còn lại những thông tin tiêu cực giả mạo xin mọi người đừng quan tâm đừng tương tác lại vì mình tương tác với họ là họ có cơ hội lên nói sai sự thật bôi nhọ người khác dẫn dắt khiến mọi người hoang mang ức chế hoài nghi lẫn nhau điều đó sẽ đúng với mong muốn của họ